xin chào tất cả mọi người kênh Anh Tư Khải TV. Gì được gặp các bạn bè nè. Thì cô nữa. Phải hôm đó là vô gặp ghệ. Đúng, thật lý. Trời, tao nói thôi mày hiểu được phần nào mày hiểu. Trời ơi, mày nói đi học vui phải không chứ tao không vui đó. Tao hiểu chưa mày? Tuy trọng á, tao không đi bài nè, ông thèm nắm tay tao cũng nhéo. Còn tao không thuộc bài, ông cũng nhéo nữa mày, để tao không vui. Trời ơi, vậy là đúng rồi, ai kêu mày không học bài với tao với bạn nè. Học đó có bị thầy cô đừng nhéo đâu. Trời ơi, tại em đang chưa vô hốc ngồi á, ông thèm thật là quải trường các bạn à. Đúng rồi đó. Trời ơi, ê hiệp sĩ nè, nói vô năm học mới vui thì tao không vui thiệt á. Nhưng mà cũng hơi phiền lo vô này mày ơi. Lo vô gì nữa? Trời ơi, vụ quay YouTube này mày ơi, vừa áp lực công việc nè, vừa phải học bài thuộc bài rồi trả bài đầy đủ mày ơi, nên mình phải áp lực chứ. Có khi mình ra ít video cho bạn xem mày ơi. Thì bắt đầu nào năm học mới rồi thì mình kêu anh Tư á sắp xếp à. Bữa nào đi học thì mình học, bữa nào quay thì mình quay thôi, chia ra. Thêm rồi kia nó chắc mình nghĩ là đăng clip ít cho bạn xem rồi mày ơi. Thì chắc cũng vậy rồi, bởi vì vô năm học mới mà mày. Ừ đúng rồi đó. Đúng rồi đó Tư ơi. Gần vô năm học mới rồi, nay là ngày cuối cùng của em được đi quay rồi đó. Chứ mơ là phải học rồi đó. Anh Tư nay quay clip gì cho nó vui vui. Mà bắt gọi chúng nghe. Thì nói cuối cùng cũng hay. Thì nói chung mấy đứa học thì dành thời gian rảnh rỗi thì mình có thể quay cũng được vậy. Dạ. Nên thì mình quay ít lại cũng được. Dạ. Đó thì ngày hôm nay mấy anh em mình còn bữa cuối phải không? Dạ. Anh Tư suy nghĩ clip nào cho hay hay đây. À, biết rồi, ngày nay anh em mình sẽ sinh tồn nhà quan. Trời ơi. Thôi, mà không được đâu Tư ơi. Sao được? Sinh tồn nhà quan á, thì mình thử thách 24 giờ đúng không? Ừ. Mình làm nó cực lắm, làm clip mà vui vui đi chứ mơ đi học rồi. Đúng rồi. Có năng lượng chứ Tư. Vui lại gì trời, bây giờ lại quýnh lộn mới vui. À, cũng biết rồi nha. Bữa ngày á, trong cái đợt hè luôn rồi ra là mình đã đi qua nhà hiệp sĩ, nhà pháp ghé, lại nhà mấy chùa còn phải không cha? Đúng rồi. Hôm nay còn thành viên cuối cùng cho mình làm nốt không đi cha ơi. Đúng rồi, em quên. Ủa còn em chưa làm phải không? Dạ. À quên, còn thành viên mình chưa làm. Các bạn ơi thì hôm nay các bạn comment nhiều lần lắm rồi thì mấy anh em mình nói chung cũng chưa thực hiện được nha. Thì ngày nay em có sẵn sàng cho tụi anh lên nhà em quay review không? Em lúc nào cũng sẵn sàng cho anh em tới nhà chơi luôn anh Tư. Ghê. Nói giỡn thôi bạn ơi, thì hôm nay các bạn comment kêu anh Tư ơi thì anh Tư hãy đến nhà Quy Hoàng và review quay lại cho các em xem. Thì nói chung thì mấy anh em mình cũng tính quay lâu lắm rồi, thì tại mấy thành viên mình nó đa số thì nó cũng đi chơi với ghệ gọc hoặc đi sub pin thì đi chơi nghỉ lễ này kia bạn ơi, mấy anh em không quay được. Thì ngay là ngày cuối cùng mấy anh em mình sẽ trải nghiệm lên nhà của Quy Hoàng mình quay nha. Dạ. Đó thì em sẵn sàng cho em anh quay không? Thôi em lúc nào cũng sẵn sàng cho anh em tới nhà chơi anh Tư ơi. Ok, vậy mấy anh em mình ngày nay sẽ lên nhà Quy Hoàng coi nè có những ai nè, thì nuôi những con gì. Ok. Hoặc là gì cũng cần câu mái hôn. Rồi, mấy anh em mình sẽ tiến hành lên đường rồi. Anh Tư ơi. Hả? Em là sáng em ở nhà ngoại, còn tối em ở nhà nội, biết quay nhà nào không Tư? Hả? Sao kỳ vậy? Hả? Em ở hai nhà hả? Dạ mày ơi, có nhà nào qua nhà đó đi. Mẹ có dù có mượn nhà cũng quay hết được nữa. À, nghĩa là sĩ nói em ở nhà nào thì quay nhà nấy. Dạ. Phải không? Dạ. Nghĩa là em ở nhà nội, ở nhà ngoại hai nhà phải không? Dạ. Ủa còn ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở ngoài nhà nội anh Tư. Ok, vậy bên em mình sẽ tiến hành là cái nhà chính trước. Okay. Nghĩa là cái nhà ở với ba mẹ là nhà chính phải không? Dạ. Bên em sẽ quay nhà chính trước rồi sau đó sẽ quay về nhà phụ nha. Dạ. Okay. Rồi, lên đường với đây. Dạ. Các bạn ơi thì do nhà mình đến nhà Quy Hoàng cũng khá là xa nha, khoảng chừng 5-6 cây số vậy bạn ơi. Cho nên mấy anh em mình lần này không có đi xe bằng cái xe ba bánh nữa nha. Dạ. Tại cái đường của Quy Hoàng khá là dằn, với lại cái lộ nó nhỏ nữa, đi ba bánh mình sợ lọt mưa các bạn ơi. Cho nên mấy anh em mình sẽ đi bằng xe Honda, xe đạp điện nha. Dạ. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành lên đường mình đi ơi. Dạ. Kết thúc. Giờ mình sẽ lấy xe Honda mình chở bạn Hữu, còn phát triển và Quy Hoàng sẽ đi chung, còn hiệp sĩ và phát nghe sẽ đi một xe nha. Dạ nghe cha nói cũng đúng nha, cái đường D của nhà Quy Hoàng xa, nó chỉ có cái đường lại nhô lên thôi, còn hai bên kia lại xuống hả cha. Đúng rồi, mình mà đi xe ba gác lại chạng cái hang lật xuống dưới cái tính chuyện luôn trời. Đúng rồi, thì nhà Quy Hoàng nó ở sát mấy sông nha các bạn, có cái bờ D cao lắm. Tiếp tục là đi trên con đường đến nhà Phát Nghe nữa bạn ơi, đường này là vừa đến nhà Hơi Khe vừa đến nhà Hiệp Sĩ luôn nha các bạn. Buổi trưa nắng này quá đẹp luôn trời. Đúng rồi. Do đường từ bắt đầu nhà mình đến nhà Quy Hoàng khá xa nên mình sẽ ngắt máy nha các bạn.
vô nhà Quy Hoàng quá là xa bạn ơi, chạy sâu nữa. Ủa, cái hẻm này á nó sâu bút cái đáy luôn bạn ơi. Ôi xuống chốc mà đúng đứng tim luôn ạ. Nhà Quy Hoàng ở vô cái đường dừa này khá là cây dừa nhiều nha. Chỗ này khá là mát lạnh đó trời. Đúng rồi, ở đây thì bóng dừa quá là nhiều luôn, không có nắng mặt trời luôn. Đa số là ở đây ta trồng dừa nhiều quá trời luôn. Mà nghĩ mấy cái vườn đây chắc cũng còn cá lóc nào đâu. Rồi tới rồi chơi. Tại Quy Hoàng nó rê cũng hết rồi. Đâu nhà Quy Hoàng đâu? Đây nhà Quy Hoàng đây dạ. Này hả? Dạ. Các bạn ơi, thì mấy anh em mình đã tới cái nhà của Quy Hoàng rồi nha. Thì Quy Hoàng nó ở chỗ này thì khá là mát nè. Thì bây giờ mình sẽ nhường cái quyền giới thiệu cho Quy Hoàng nha. Thì bây giờ em review cái gia đình của em đi Quy Hoàng ơi. À, gia đình ở đây là có để em điếm cái từ. Rồi điếm ơi, mấy người. Thì mày kể tên 6 người thôi. À 6 người gồm ai? Ba mẹ. Ba mẹ em, nội bà nội. À còn ai nữa? Út. Út là Út là dì Út phải không? Dạ. À, rồi em của em 2 người phải không? Dạ. Rồi có ai nhà không? Có bà nội với nội. Ok, giờ mấy em sẽ tiến hành vô nhà để khám phá thử có những gì nha. Dạ. Có đôi khi á quý bà nó đê cái đốc và nuôi một ổ cái đốc sao? Phải không? Đó, thì giờ em có nuôi cá cảnh, chim cảnh hay là con heo rừng gì không? Có, đừng có nuôi heo mà không phải heo rừng. À, hỏi này cái gì vậy em? Đây là hồ cá rồi. À cái hồ cá bằng cái luôn bể. Nè đây hai cá ly thia. Hồ cá này bị ngưỡng của tổ gì nằm kỳ vậy? Nó ngủ anh Tư. Rồi, rồi. Nó ngủ kiểu gì kỳ vậy? Trời ơi các bạn ơi. Mới lên tới mà thấy con cá này nó ngủ ngại nữa các bạn ơi. Thôi. Con này cũng sắp rồi nha. Trời ơi con này sao nó ngủ tội nghiệp quá vậy? Em có trang nó nắm nhơn vậy? Con ngủ đông quá anh Tư. Thôi em ngủ đi nha, để mai mốt em dậy nha. Thôi chúc em ngủ ngon nha. Rồi, tiếp theo là mình nhìn thấy hai cái hồ này khá là đẹp, xem luôn cá luôn rồi ạ. Chưa anh Tư, chưa mới làm. À cái hồ này á gặp anh Tư là anh Tư thả cá bảy màu hoặc là cá đi thiêu đây là quá đã luôn á, hoặc cá đi tượng nữa. Con cá bảy chồng với con cá bảy màu anh Tư. À, nuôi khá là ít ổi nha. Đó thì em không giống Tư vậy ta, anh Tư nuôi cá quá trời, em không nuôi gì hết trơn à. Em đâu nuôi đâu, của Út ăn nuôi á. À thì có mấy cái mai này á, Tết là mình trước cái lá lẫn là bông đẹp đó bạn ơi. Thôi. Thì mình sẽ đi dạy vô nhà của Quy Hoàng coi thử có gì nha. Thấy cái tivi á anh Tư. À nghĩa là cái tivi khá là khổng lồ bạn ơi. À. Cái chỗ này thường thường em ngồi đây là coi tivi phải không? À. À đây gọi về dưới hình như nhà em có lầu gì em? Ở này là cái gác nữa. À cái gác. Rồi bên em mình sẽ đi dạy vô trong đi đứa ơi, đi đứa ơi. Chó săn của em nè anh Tư. Chó săn hả? Nghĩa là sao? Là cái chó này thường thường em đi đâu là nó đi theo đó. À. Chỉ ra mày chọn cái chết. Nhưng mà anh Tư thấy mấy chó này cũng khá là hiền nha. Nó không có quậy hung á chứ không có sửa tụi anh luôn á. Ở đây là như sao nữa Tư? Đó. Giờ mình sẽ vô nhà mình coi. Rồi chào chú nha. Rồi chào chú, chào thím đi. Rồi để tụi con tới nhà dẫn mấy lính tới nhà. Quay lại cái nhà của Quy Hoàng ở đó. À, pha nó mộ nó yêu cầu quá. Thì chú thông cảm cho tụi con quay bữa nha. Dạ. Chú là tự nhiên nha. Dạ. Chú làm gì làm đi rồi. Đây là ông nội của Quy Hoàng phải không Quy Hoàng? Đúng rồi. Dạ đây là ông nội Quy Hoàng nha. Thì đây là bà nội Quy Hoàng nè. Dạ chào gì nha. Dạ. Dạ. Thì mấy anh em mình thấy nhà khá rộng, còn ai ngồi đó vậy Quy Hoàng? Dạ, cô Út em phải không? Cô Út còn nhỏ vậy, còn nhỏ xíu vậy. Dạ. Nghĩa là ba mẹ của Quy Hoàng hình như ở chung với bác nhà ba đứa người cái nè. Dạ. Đây. Dạ cảm ơn cô nha. Nè. Dạ. Ở nhà Quy Hoàng nuôi heo quá trời bạn ơi. Quảng con heo nè. Heo khá là nhiều luôn. Ôi một chuồng heo luôn quá trời ha. Dạ cảm ơn cô nha. Dạ. Bánh này bánh gì vậy? Bánh này như bánh lá dừa, bạn thấy bánh chè nè, gói bánh lá dừa. Đó. Quá đẹp không chưa? Rồi, mình sẽ đi vòng vòng ở nhà Quy Hoàng, mình tham quan vòng vòng nhà ha. Ở đây có cái hồ nước cái gì nữa bạn ơi, chỗ hồ đi chứ nước xài hả em? Đó. Ồ, quá là rộng luôn ha. Bên đó là chuồng bò anh Tư. À, nhà em có nuôi bò nữa phải không? À, bên đó là chuồng bò. Ủa, bước này mới... Đây là mấy cái dừa ương nên để mốt trồng. À, ương này mốt trồng các bạn ơi, còn mấy cái hồ này chứa nước nữa nè. Các bạn thấy không, nhà của Quy Hoàng khá là rộng luôn. Quá là rộng luôn các bạn ơi. Cái phòng của em nè anh Tư mà mẹ em đi về chổng thì không có chục phá vô nữa rồi. Nghĩa là phá phòng không vô được phải không? Đó. Rồi mong các bạn thông cảm nha, cái phòng của Quy Hoàng đó là bị mẹ nó chục phá rồi. Chúng em bên em mình sẽ vô quay cho bạn xem. Đây là cái nhà rơm. À cái nhà này dưới rơm. Hồi ra cái nhà nào đó bán tiệm anh Tư. À nghĩa là hồi xưa nhà em có bán tiệm phải không? Trời ương dừa quá trời luôn bạn, coi dừa nè. Ở bên đó cái nơi cầm tiền. À cái này nghĩa là em ương bán hay là sao? Ương phần thì để bán, phần thì để trồng. À đây nhà rơm. Ủa cái này là cái máy gì vậy? Máy xịt thuốc á anh Tư. Máy xịt thuốc dừa phải không? Đó. Ủa cái máy này lạ quá bạn ơi. Mình tưởng là cái máy độ xe đập độ gì không, xe độ của Quy Hoàng ai ngồi cái máy xịt thuốc dừa. Thôi
Ở đây á, mấy anh em mình lên đây á, thì mình thấy quá trời đìa nhiều nè. Em có đìa cá lóc thường ở đây không? Không Tư ơi, đìa này là cách đây không anh Tư ơi. À, chắc anh nghĩ cho em ơi, chắc không còn cá nào ở đây quá. Dạ. Thôi bây giờ á, mấy anh em mình lên đây thì thấy cảnh vật ở đây thì khá là mát mẻ bạn ơi. Mát hơn so với mình, tại vì sao? Tại vì đây là đa số trồng dừa không à. Rồi, đứa ăn bánh đi rồi, mấy anh em mình sẽ tiến hành đi nữa thôi. Dạ. Bánh này ngon ghê anh Tư ơi. Ngon không? Ngon. Ở mà bạn ơi, lên nhà mày là mày chỉ đãi cho tao cái bánh thôi hả? Mày nhìn cái bụng lên nè, sao đủ no á? Trời, mày ăn cái gì đi, dư no luôn mày. Trời ơi, không có đủ no mày, cái bụng no chà bá nè. Dạ mày thôi, tao cũng có đầu đãi nữa, nhưng mà mình có eo này tự bắt mới hay mày ơi. Đúng, hợp lý. Nghĩa là Quy Hoàng nó nói đó, có làm thì mới có ăn nha. Nghĩa là mấy anh em mình nó mang tiếng đi review và sinh tồn thì mấy anh em mình phải là tự bắt mấy ngay phải không? Dạ. Không có làm phiền người lớn gia đình phải không? Dạ. Em nói cái điều nào mà nhà em nuôi cá đâu? Dạ, anh Tư. Cá gì? Cá chi? Cá phi. À, nghĩa là đây có cá phải không? Rồi vậy bây giờ mấy anh em mình sẽ lấy mồi câu đi. Ok. Ủa nhà mày có mồi không? Có mồi Quy Hoàng sao lấy trộm? À, trộn mồi la câu bạn ơi, mình nghĩ cái ao này chắc cũng có cá nhưng mà sao không thấy ụt chứ chưa à. Thôi để tao review cho bạn xem mày ơi. Thấy à, đừng review nha. Bánh này để tao ăn được. Thôi bậy. Trời ơi, em vừa phải thôi nha. Ăn một cái rồi ăn nữa. Đó rồi mở ra nghe bạn, mở lá chuối ra rồi cái bánh nằm vô đây mình ăn thôi bạn ơi. Đây. Thì ở Bến Tre thì thường thường á ta dùng cái lá này để ta có bánh nha bạn ơi. Thì lý do là sao Bến Tre nhiều lá lắm. Ủa cha. Trong đây là mình làm mình lấy trái dừa thôi mình xay ra không cha. Đúng rồi, cái này là cái dừa, cái xác dừa đó. Cái thịt dừa. Cái này đem để nhẫn trong đây tặng người yêu là hết sảy rồi. Giận tí thôi. Ok. Ngày nay lên đây em nghĩ là em sẽ bắt cái dính cá không? Dính nha anh Tư, em nghe Quyên Quảng nói ao này nuôi cá nhiều lắm Tư, mà cá khủng khủng á anh Tư. Đúng rồi. Mà anh sướng bài lắm á. Ừ, mà anh Tư thấy ở đây mát mẻ quá trời, hơn với mình nhiều ha. Dập nhà này của Tư là anh Tư nuôi cá giáp hết trơn rồi đúng không anh Tư? Đúng rồi, thì ở đây anh Tư thấy khá là rộng nha. Cái thằng đó anh Tư. Đúng rồi. Nha, ngon quá đó. Đúng rồi á. Chúa nằm nha ơi. Hả, có chúa hả? Hả, mày đẩy chúa ăn luôn bạn. Wow, chúa này ngon ghê á. Ê, mày làm gì hả? Thì mày đãi tao ăn chuối, tao để con cá đằng phô. Nhiều bất giới rồi, cái gì cũng ăn hết trơn à. Cái này làm để chỗ câu cá phải không? Hả? Vậy mà cũng ăn được nữa. Sao mày không nói trước Quy Hoàng là tao cá một miếng à? Tao chưa kịp nói mà chạy ra mày giật rồi. Em câu này dính không? Dính anh Tư. Anh nghĩ là có trùng còn câu hay hơn nữa đó. Tao ăn này rất không, ăn trùng không ăn. Dạ hả? Anh ơi, mà hồi ăn, mình ráng nghe câu cá 5kg ăn có đã luôn. Nam nam. Nhưng mà anh sợ cá 5kg lội cân lột luôn á chứ ăn. Trời ơi, dính cái 5kg mình bay xuống mình ốm luôn. Đúng rồi, 5kg tao nguyện hy sinh cái thân xác để tao ăn luôn mày ơi. Ở đây Hiệp ơi, mời quá thơm nè. Bây giờ còn muốn ăn nữa không? À, thử cục ấy. Thôi, thì mấy nè mình sẽ tiến hành câu đi đứa ơi. Con câu cho Quy Hoàng ơi. Bớt màu cho dẻo thiệt dẻo nha, bớt với chuối kìa. Chắc là Quy Hoàng nó cũng thánh câu cá đây bạn ơi, nó gành cái mồi này nó bóp nhẹo nhẹo luôn kìa. Gà em nuôi miết mà anh Tư. Vậy hả? Ừ. Vậy là Quy Hoàng là gà em nuôi. Nó là mấy con cá là Quy Hoàng nuôi, Quy Hoàng biết chứ anh Tư. À, thôi. Mà cái lưỡi này chịu nổi Quy Hoàng. Không biết nữa, cá đây cũng bự đó, đủ lo mày xuống ao luôn á. Thôi, ngay đây mấy em mình sẽ thử thách luôn nha. Rồi bây giờ đứa nào câu cục mồi thử đi dính trước nha. Rồi đứa mà nếu mà em câu cục mồi không dính thì người khác câu nha. Cục mồi này hơi bự. Thôi, câu đi. Mình thử thách nha, người mà câu một lần nha. Ừ. Các bạn chờ xem thử ngày nay lên nhà Quy Hoàng thử cái thánh nào mà đem con cá lên trước nha. Dạ. Bắt đầu câu đi ơi. Dạ. Rồi như vậy là Pha Ke đã để xuống đầu tiên các bạn ơi. Ôi Hoàng, mày nói sao á, chứ tôi thấy cá ao này nó hơi bị im ru luôn á. Thì từ từ nó mới ăn, như vậy mình làm rắp giờ mày đói lắm hay gì? Nói với bác giới thì khỏi nói, vụ ăn uống rồi các bạn ơi, là thánh ăn rồi. Ôi cha, nhìn Hẹp nghe hỏi nhét thức ăn vô không? Đói thì đói chứ đừng có làm bậy nghe em. Dạ, đâu đến nổi gì đâu Tư ơi. Ôi, ôi mấy đứa đừng có động mấy đứa ơi. Phát chán. Ôi trời. Đất ơi. Rồi, lỡ đất luôn. Cái kiểu này mấy con cái cho nó sợ trốn hết trơn rồi. Chia thử ai dính trước nha. Hãy ngồi đi, ngồi đi Hiệp. Rồi, như vậy là Hiệp Sĩ là người đầu tiên đã bị lỗi bạn ơi. Rồi tới cho ai câu nữa đi. Dạ, chuyển Quy Hoàng đi. Quy Hoàng đi, Quy Hoàng nó rành cái ao nó gì lắm, cho nó câu đi. Rồi nè. Thì coi nè, cá tao nuôi tao biết, anh chỉ mày một lần thôi. Ờ, mày chỉ tao coi thôi coi. Trời, mất con mồi chà bá vậy chỉ đó. Rồi, không biết cá này. Em nó nuôi đây cái họng bự bằng họng Hiệp Sĩ vậy anh Tư. Đó, à, đù. Đó, cũng thiệt nhỏ nữa, cái gì cũng chọc Hiệp Sĩ được hết trơn à. Có dấu hiệu mấy đứa, ủa Pha Ke đâu vậy? Em đợi thấy mọi người rồi. Rồi, hết mồi vậy con mồi, con mồi mày. Nó thủ mồi phải không? Đúng rồi anh Tư. Nói giỡn thôi, chứ đây thì nghe nói cá cũng nhiều như mặt.
Ờ dính rồi mấy đứa ơi. Từ từ từ, dính rồi bạn ơi, từ từ. Từ từ xảy ra nhẹ nhẹ lên, nhẹ nhẹ lên. Từ từ cho nó mệt chút đi. Ôi trời ơi, mấy đứa ơi, phụ dở lên đi Quan. Thiệt thiệt. Từ 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 từ. Ôi, cấp đi, cấp đi, cấp đi. Ôi, dở lên, dở lên được rồi. Cái gì vậy? Ủa cái gì mà bỏ vậy? Chim, chim. Thôi đừng nói chim quá, nói con cá chim được rồi, đừng nói chim chim. Chim là ta hiểu lầm. Rồi các bạn ơi. Con cá này nào vậy? Ồ con cá này nghe nói cái răng nó bén lắm phải không? Con hủ nha. Trời ơi như vậy là bạn hủ đã đầu thành công bạn ơi, con cá này ăn được không phải quý bạn? Dạ bắt con này đầu tiên các bạn ơi, con cá này cũng bự nha. Ôi giờ lên sướng luôn cha. Anh ơi, anh câu giới cho em câu giới. Bạn hủ quá là sát thủ các bạn ơi. Chim. Con dính cái gì xảy hả? Cái chơi. Xảy cái gì rồi? Dở lên. Wow. Như vậy là nhà của người bạn nuôi cá khá là nhiều mà con cá khủng khủng không à? Ủa sao thay câu ghê vậy hả? Nhưng mà đặc biệt cá này không có con mắt, có hình mắt hả bạn ơi nè. Cha, rõ ràng luôn nha, có một con mắt à. Dù hết thật rồi. Cái miệng này bị gì hả? Trời ơi, con cá bà ngủ nó câu quá, khá là dị tật luôn các bạn ơi. Nhưng mà tội nghiệp quá mấy đứa thôi. Bắt nó đi. Ăn cái gì vậy? Em ngồi đây em thấy không yên mà ngay chỗ bằng hủ cho cá ăn dữ người ta. Ngày nay bằng hủ nó sát cá dữ người ta. Hình như mẹ em đẳng rồi các bạn. Em đi đẳng coi thử coi. Đi. Tiếp. Mình sẽ lại coi em của Quy Hoàng nha. Trời ơi, coi em của Quy Hoàng có hot boy đẹp trai giống Quy Hoàng không nha. Trời ơi còn cầm cần thủ nữa chứ. Vậy chị là mẹ Quý Hoàng phải không? Dạ phải. Rồi nếu mà ngày hôm nay tới nhà chị chơi nha. Dạ. Rồi đây là em của Quý Hoàng các bạn ơi. Trời ơi hết bôi đẹp cháo vậy bắt tay cái đây. Bye bye. Oh. Oh my god. Wow. Giỏi ha. Trời ơi nay có mấy tuổi rồi? Nay có mấy tuổi rồi? 5 tuổi hả? 4 tuổi hả? Trời đưa 4 con tay các bạn ơi, giấu lại ngón là 4 ngón. Trời ơi bạn coi dễ thương không? Bây giờ nữa lớn lên làm cần thủ câu cá nha. Trời ơi, thực hiện chứ không? Quá là giỏi luôn các bạn ơi. Rồi thấy không giống mà em hung quá nha. Nghĩ như người giống mẹ, người giống ba hay sao á. Ủa chị đâu mới về vậy chị? Dạ em đi đám giỗ. Vậy hả? Dạ. Anh có nhà không chị? Có, anh mới thay đồ anh ra tới giờ. Vậy hả? Dạ. Thì nãy tụi em nay tới nhà quay cho mấy cái bạn fan coi đó. Tại tôi yêu cầu quá trời, nói Quy Hoàng nhà ở đâu rồi giới thiệu á. Dạ. Là nay em quay có gì chị thông cảm nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi bây giờ á em lại em quăng thử đây, con lại con quăng thử đây coi cho chú coi nha. Đó, bây giờ đây là cần thủ nhí nha các bạn ơi. Đây là em của Quy Hoàng nha, một bản sau nè. Bản sau cũng là người sau này sẽ nối ngôi Quy Hoàng, người rê cái đốc giỏi nha. Rồi em quăng đi. Em quăng xuống đây thử đây. Các bạn coi nè, cần thủ nhí nha. Đó. Ghê. Bạn thấy không nè, rút máy lên. Đó, ghê chưa. Rồi giờ em lại cái mương quăng giùm nha. Mình lại cái mương là quăng xuống, còn dính cá lóc nha. Các bạn chờ xem nha, cần thủ nhí nè. Đó, thấy chưa, ghê chưa. Trời ơi. Quăng hơn mình luôn các bạn ơi, coi nè. Chuyên nghiệp chứ, trời ơi, dám dính nè các bạn ơi. Ghê thiệt các bạn ơi. Rồi, con có thích đi rê cá lóc không? Thấy không, rất thích nha các bạn. Thì hai anh em đam mê có một môn à. Quá là giỏi, sau này lớn sẽ thành cần thủ nha. Ôi, cá bự. Cái gì bự dữ vậy? Cái gì bự dữ, dở lên từ từ nè, phụ nữa đây. Thôi cái gì bự dở lên. Đừng quay xuống. Thôi bự kìa. Né lên mé anh Tư Nghị cho. Để đây, cậu đây. Cậu chạy nè. Ê chạy chạy chạy. Cậu con cá bự nữa ơi, đủ ăn rồi, thôi được câu nữa. Ơ xin. Trời ơi nó bự nè các bạn ơi. Wow. Trời ơi nó bự khổng lồ luôn các bạn ơi. Yeah. Em tính bưng nước ra mà anh Tư mà tự nhiên dính cá luôn ta. Vậy hả? Nè. Cậu phải ở nhà mẹ em làm á hả? Dạ. Uống nước mấy đứa ơi. Uống cà phê mấy đứa ơi. Uống anh ta. Rồi cà phê nhà mẹ Quy Hoàng làm một ca uống no luôn mấy đứa ơi. Đây để em có. Rồi. Em uống thử thì ngon không? Mời bạn rồi uống cà phê với mình nha. Béo không em? Là nặng béo éo với nó còn ngọt nữa tụi ơi. Vậy hả? Rồi anh em mình uống hết luôn, tụi nó không hay anh em mình uống hết luôn rồi nha. Nhanh đi. Phải uống cà phê nè. Các bạn ơi, uống cà phê của nhà Quy Hoàng làm các bạn ơi. Nãy giờ mấy anh em mình đi khát nước giờ lên uống đã quá các bạn ơi. Uống cà phê đi Quy Hoàng ơi. Dạ. Em uống cà phê, lại uống cà phê đi. Mấy đứa cà phê nè, mấy đứa ơi, đủ ăn rồi, đừng câu nữa. Cho khỏi câu được như tay cá này anh ta. Trời ơi, sao khỏi câu thì được 4 con bạn ơi, nhưng mà mình thấy nhiều quá, mình thả mất 1 con rồi. Rồi, gom cổ đi, móc cổ cái
Dạ nướng ăn hả? Đúng rồi anh Tư ơi, nướng ở đây luôn cho nó máu. Thôi 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 anh Tư cái kiến này nè. Bây giờ mấy anh em mình nướng ăn thì nó hơi trễ rồi, còn xuống nhà ngoại của Quy Hoàng nữa phải không? Dạ. Bây giờ mấy anh em mình xuống dưới đi mình nướng ăn cũng được phải không? Dạ. Bây giờ mấy anh em mình vô thưa mẹ của Quy Hoàng rồi về biết đó ơi. Dạ. Vô bà nội thưa bà nội với mẹ Quy Hoàng mấy anh em mình sẽ về nha. Rồi. Về xong mấy anh em mình sẽ hành trình. Đông rắm nữa ta. Trời ơi trồng keo đông quá rồi tốt bạn ơi. Bỏ nhân ngửi nè. Ôi nó thơm mùi rau đâm quá trời á. Giờ thèm trứng hộp vịt lộn với ta. Đúng rồi. Rồi nhém cá nữa à, mấy cái chậu này trồng cây kiển quá đã luôn ha. Thôi chị ơi tụi em tới chơi chút vậy làm phiền chị chút tụi em về nha chị. Dạ. Dạ rồi tụi em về có dịp nào lên nữa ha. Dạ. Dạ. Rồi mấy đứa đi thưa bà nội của Quy Hoàng đi rồi đi. Dạ. Bà nội ngủ rồi bạn ơi, gọi thưa ông nội đi về nghe mấy đứa. Anh Tư ơi, nãy công nhận rau răm đó, nó thơm rau răm mà mùi nó thèm hộp vịt lộn ghê á anh Tư. Công nhận ngày nay á, anh Tư em thấy có em có tâm hồn ăn uống thiệt á, lúc nào có chữ ăn ở chỗ trên nè. Long về. Dạ dạ thưa chú, về đi chú ơi. Dạ dạ, cảm ơn chú nha. Rồi, mấy nay mình sẽ về hả? Em trang hiệp luôn à. Hiệp, bởi vậy hiệp hiệp. Em giống con này nè hiệp ơi. Thôi em không có giống con heo. Giống con heo gì? Thì ngày nay mấy em mình tới nhà thấy nhà mẹ của Quy Hoàng với ông nội bà nội thấy cũng khá là vui bạn ơi. Con cái bà Quy Hoàng ngủ rồi gì mấy em không gặp được. Còn mấy em mình sẽ đi luôn nha. A few moments later. Thì vậy mấy em mình đã tới cái nhà ngoại của Quy Hoàng rồi nha. Nhà ngoại của Quy Hoàng thấy khá là đẹp bạn ơi. Nói trước là chỗ bằng kia kia quá là đẹp luôn. Rồi. Nhà ngoại có cái sân quá là đã luôn ha. Ôi, đúng 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 đúng. Ôi có gà luôn ở đây, tôi thấy gà luôn á. Gà của nó đó. Chiến kê hả? Chiến kê. Chiến kê này có đá trận nào ăn chưa? Chưa, nó mới nuôi à. Các bạn ơi, đây là nhà ngoại của Quy Hoàng nha. Ở đây có cung á nè. Mình coi nhà Quy Hoàng, ngoại Quy Hoàng có nuôi con gì không? Mà trước hết mình thấy cái lồng chim bỏ không. Này không, cái lồng chim cũng có nuôi con này nè. Con nào? Bỏ nó qua đây. À, con này là anh Thứ nhà anh Tư nè, con kêu cô Pháp nè. Dạ bên đây đặc biệt có vịt. À, hai con vịt này sao nuôi trên đây không nuôi đất? Chưa sửa cái lồng mãi để thả ra. À, hai vịt này em nhấp hay gì vậy? À, hai vịt nhấp. À, vịt này Quy Hoàng nó thường đi câu cá lóc các bạn ơi. Thôi luôn nó câu chắc. Nói Quy Hoàng là dính với cá lóc à. Ủa trong đây có trứng gì mà cha? Trứng con gà đẻ đó, trứng gà. Wow. Cái này là trồng cái bụi này tên gì ta? Cây này cái gì vậy em? Chú nhãi hay gì? À, cây này nhãi gì vậy á? À, bụi nhãi hả? À, không biết nữa, nhãi, không biết cây gì á, cây nhãi á. Ở đây. À, phan để tôi coi hai chiến kê của em coi. Rồi, hai chiến kê này á, đem solo gà anh Tư được á nha. Khá là đẹp luôn các bạn ơi. Đây có một vừa chút chặt ố luôn ta. À. Sao lên nhà? Nhà ngoại của Quy Hoàng nha. Thì hình như ngoại em ngồi đó phải không em Quy Hoàng? Bà cố. Bà cố hả? Bạn nghe không? Dạ thưa bà, tụi con mới lên. Đây cái câu rê của em anh Tây. À, cái câu này ru rê của em phải không? À. Cái giường này ai ngủ đây? Em ngủ anh Tây. Ủa em ở đây luôn hả? À. Ngày tối có về trên chảnh không? Có. À, muốn về chảnh không về ở đây ngủ phải không? À. À, đây là bà ngoại em hay là bà cố hả? À. Đây là thùng em nướng cá lóc nè anh Tây. Cá lóc không anh Tây? À. Ủa cá lóc bông đã dữ vậy? Cá lóc này đốc thường đi câu mà phải không? À. Ủa hai cá này bằng nhỏ hơn cá của Tư nha. Ừ. Ủa Quy Hoàng á, đi đâu mà nói cá lóc là Quy Hoàng giỏi bạn ơi. Đây là cái con sáo nè anh Tư. Đâu? Là con sáo này hả? Sáo bữa hốt phải không? Đó. Ồ, về nuôi kỹ nha em. Quá là dễ thương luôn, cho anh ăn chưa? Rồi anh Tư. Rồi, ở sao nhà Quy Hoàng như ngay cái kinh vậy bạn ơi. À. Ôi, tí nữa tắm Tư ơi. À, cái kinh này khá là mát nè, mấy đứa thấy cái kinh là đòi tắm liền à. Khoan để Tư vòng vòng coi xung quanh cái đã. Ở vòng vòng xung quanh này thì ngay cái máy kinh khá là mát bạn ơi. Thì cây gì em cũng biết. Ờ cây này cây kiển là cây mai chính thủy gì á. Cây này cây tạp thôi. Cây này là cái ủa em thường đây ở với ai là bà đó bà ngoại của em á hả? Bà cố bà ngoại đâu? Ngoại với ông ngoại đi chòi à. À nghĩa là bà ngoại với bà cố với bà ngoại với ngoại đi chòi phải không? Đây cây chanh dây nè Tư. À đây có chanh dây có trái không em? Chưa nó chưa có ra trái. À như có trái gì có bông gì nè, là có bông nè phải không? Dạ. Có bông đó. Ông không hả? Đừng ông có đánh. Cái nhà khai thương, ủa gia đình em có làm thợ hồ gì, có đồ nghề làm hồ vậy? Không thôi, cái này của người ta gửi à. À, cái xe này của em phải không? Của cha em á. Ồ, cái xe của trời. Chiếc mã nè. Đi mua vừa. Đúng rồi, còn cái xe này của em gì đẹp quá vậy? Bạn tôi của ông ngoại em á. Ông ngoại em còn trẻ mà chạy xe này vậy? Còn trẻ. À. Wow, ẹt xin tương. Các bạn ơi, nhà của Quy Hoàng thì mình thấy cũng bà ngoại này cũng khá là gọn đẹp các bạn ơi. Dán gạch hết trơn à. Đặc biệt ở trước này ngay cái lỗ khá là vui luôn. Dạ con cây kiển dạ. À quá là cây kiển nhiều luôn. Thôi nhiều. Có mấy cái mai ngoài. À mấy cái mai kiển là đẹp quá bạn ơi. Uống hả?
cái này Tết mình thường thường cái đây người ta trồng mai đặng Tết người ta tước cả ngắm không có nấm hả, đi múc nấm không? Có nấm không, nấm này người ta làm xong hết rồi, tôi thu hoạch hết rồi. Rồi thì như vậy mình đã review xong toàn bộ cái nhà của Quy Hoàng, ở và nhà ngoại của Quy Hoàng. Bạn ơi, anh Tư ơi, bánh tự dịch chuyển gió đó. Rồi thì tiếp theo anh em mình làm gì nữa mấy đứa? Thôi giờ đi nướng đi. Nướng gì? Cá đi, nướng cá, cá cá tê với thôi đi. Thôi giờ đi đi ra rồi đó, tắm xong đi chút đi vô nướng cá ăn anh Tư. Đúng rồi, nhắc tới ăn uống này mà nào cũng sưng phong hết trơn là thiệt tình giới bất giới vậy chứ. Thôi thì ngày nay mấy em mình lên đây cũng trải nghiệm mà tắm xong cho biết người ta chứ mấy đứa ơi, đi tắm mấy đứa ơi. Giờ mấy em mình trải nghiệm chứ cái sông tuổi thơ của Quy Hoàng nha. Thôi mà chơi mấy đứa lấy cái bóng mà hồi trội dưới bóng dưới nước vui lắm. Dạ chắc không hiểu ông tắm rồi chơi, ngày qua và mưa bị bệnh vợ nay bữa hết rồi trời. Nè hả con tắm đứng bờ. Dạ con đứng bờ chơi sợ nước tắm. Ơi có vậy em cắt tóc. Nhà của Quy Hoàng kế ở bên cái ao nè, nó mát lắm bạn ơi. Từ từ đang mưa. Cái mưa này sâu không em? Chừng 10 mét đó từ. What? Dạ sâu á, chừng sâu á mấy đứa biết bơi không? Biết. À, sáng mới bút sâu lắm á. Nhà em gần sông mà em phải biết bơi. Đúng rồi. Các bạn ơi ở đây á thì cái sông này nó chảy dài khá là sâu bạn, tại sáng là mới múc á, khá là sâu luôn. Quy Hoàng ơi, Quy Hoàng. Mấy đứa chơi ném bóng dưới nước đây. Ơi đó. Trời ơi sâu gà mà kìa, cút xuống hết tiêu luôn bạn ơi. Trời đứa chơi chọi bóng dưới nước đi. Bạn ơi, mình làm mình xuống phần chứ mình không được vội vã. Cha con luôn nè. Đó. Trời ơi. Ồ vậy nó nhảy. Khoan nghe, bây giờ tôi có cái lực chơi như vậy nè. Bây giờ mấy đứa chơi giữ bóng dưới nước đi nha. Chơi bóng chuyện cái nước này hiểu không? Dạ. Nghĩa không? Bạn một bạn giữ thì người nào chụp được bóng thì người khác giữ thế nha. Dạ. Rồi bây giờ mấy đứa tụ tì đi. Tụ tì đi. Tụ tì đi. Chú mày ơi chú mày. Rồi cái kinh này khá là sâu, thấy vậy mà sâu quá bạn ơi. Thôi bây giờ mình khỏi tụ tì tại nhà Quy Hoàng á, với lại Quy Hoàng nó bơi giỏi cho Quy Hoàng nó giữ trước đi. Dạ. Rồi. Thôi cho Quy Hoàng nó giữ trước tại kinh này Quy Hoàng. Quá là quen thuộc. Rồi mấy đứa chia góc đi. Rồi, bắt xe đi. Rồi. Nè nè nè, chạy đi đó. Rồi, rồi, rồi xong. Thôi. Xe trở lại đó. Như vậy là bóng được giao cho Phát Ke. Phát Ke thì mình nghĩ thế nào cũng chết là Quy Hoàng nó bơi khá là nhanh, lẹ lên. Lẹ lên. Đó, rồi. Rồi xong liền phone ơi. Như vậy là Phát Ke người giữ tiếp theo các bạn ơi. Cái kinh này coi nhỏ vậy mà tại người ta giác sáng bút các bạn quá là sâu luôn, cạp nó hút ra. Nhưng chạy xiết lắm á, nếu mà cái này không biết bơi thì xuống lên không được đâu. Rồi. Em đi. Đúng rồi, phải canh vậy mới được. Nếu mà lại gần người nào đừng nên chọi nha. Cho Phát Ke giữ điều nó đừ luôn. Rồi. Rồi từ từ đừng gấp chạy. Từ nào gần tới mày chọi đừng gấp. Rồi cho nó giữ ở giữa đi. Phát Ke giữ thôi, nhà nào rơi ba đồ hàng rồi thôi nha. Khi nào mà giơ tay đầu hàng là mấy đứa tha cho nó nha. Dạ. Rồi. Thì giờ Quy Hoàng nó đang làm cái nước mắm để mình hồi nướng cá mình chấm ăn rồi. Nước gì vậy Quy Hoàng? Sao vàng nghệ vậy? Em bỏ thêm tương ớt hả? À, hàng chi có cái màu tương ớt. Thì đây là bếp nút của nhà Quy Hoàng nha. Thường thường là Quy Hoàng nó nấu cơm ở đây nè. À, xin lỗi, không phải. À, nội Quy Hoàng, ngoại Quy Hoàng nấu cơm, Quy Hoàng ăn chứ Quy Hoàng mà biết nấu cơm với lại em biết nấu cơm không? À, biết sơ sơ anh Tư ơi. Ủa còn ai có vậy em? Đó là em anh Tư. Trời trời, có em gái luôn đó hả? Trời, có em gái xong giới thiệu gì hết trơn vậy? Sướng chứ hả? Quên. Lên lại giới thiệu em gái này kia cho các bạn biết chứ trời. Ủa anh tưởng em trai không, ai ngờ em có em gái luôn đó hả? Em gái của em không? Em ruột luôn phải không? Đó. Còn Tư đợi đứng nhìn thử hai cái mặt giống nhau không? Không tin gì hết trơn. Giống không? Ôi khá là giống luôn. Ủa em là em của Quy Hoàng luôn. Dạ. Em nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 11 tuổi. À, em 11 tuổi rồi, Quy Hoàng nhiêu tuổi em? 14. Ờ à, đúng rồi, vậy là em của Quy Hoàng. Vậy là cái em nhỏ nãy là em Út phải không? Thôi à, em ở dưới đây hay là về tối có gì trả không? Dạ không. À vậy là ngủ với bà ngoại đây luôn phải không? Dạ. Rồi em đang học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 5. À em có thể giới thiệu tên mình cho các bạn xem của cái kênh anh biết được không? Em tên là Nguyễn Phúc Lộc. À, Nguyễn Phúc Lộc nha, bạn nay học lớp mấy? Lớp 5, 11 tuổi phải không? Dạ. Ồ, khá là xinh gái luôn bạn ơi. Trời ơi, vậy mà giấu gì cho nãy giờ giới thiệu em gái nữa. Rồi, trong tem của anh á, em thích nhất là ai? Dạ, em thích nhất là... Để em phơi á.
nè, tí chuột nè, pha ke nè, bằng hũ nè, phát triển nè, Quy Hoàng nè, anh thích nhất là ai? Thích Quy Hoàng. Ghê à, trời ơi, nó Minh Anh, nó thấy ghê các bạn ơi. Mấy đứa này tuổi rồi, không ai thích hết trơn rồi, quê rồi, buồn rồi. Trời ơi, có em gái quá là dễ thương luôn. Có vậy là Quy Hoàng nó cũng làm anh hai nha, nó được hai đứa em các bạn ơi. Dạ. Ờ tụi bay ơi, tại vì giờ tao khát nước quá à. Khát nước ghê á. Ghê á. Giận tí tôi. Trời trời, người ta tuyển vị lấy dao chặt dừa cho em uống, em đòi hỏi quá. Có thuận tương chuyển cầm dao vậy nè. Thôi chặt nó không nha em. Không, tôi hỏi mất. Mấy đứa là kỹ kỹ nha, đi lên nhà của ngoại của Quy Hoàng nó thấy khá là sạch luôn bạn. Khá là sạch luôn. Ủa vừa khô gì rồi? Vừa này nó chưa có khô, nó dặn cứng cại thôi. Vừa này của nhà em luôn hả? Cứng cại uống nó cũng gàm được. Đúng rồi, vừa này uống là ngọt lắm nè. Các bạn thấy không? Có cái dừa chim xanh nó trái xay các bạn ơi. Nhưng mà dừa chim xanh để dành Quy Hoàng nó uống cho nó đẹp trai lên nha. Còn cái dừa này là tại người ta đốn rồi các bạn ơi, cho nên mình sẵn tiền uống luôn nha. Mình nghĩ dừa này nó cũng khá là ngọt, có ga luôn đó nè. Các bạn thấy không, dân bánh tre nè, nhỏ xíu mà biết chặt dừa rồi. Thầy em cũng biết vậy anh Tường. Tao chặt thử đây, trải nghiệm coi. Đây. Trời, con trời chặt ơi, bá đồng quỷ. Bây giờ cầm cái dao cũng cầm ngược nó vậy mà biết chặt lộn, nữa. Lộn tôi ơi. Bây giờ mẻ dao người ta tới một chuyện luôn nữa nè. Trời ơi, thôi thôi được rồi bác ơi. Cây tươi nhờ. Thiệt tình là chút chơi chứ không biết thì thôi. Ăn nhiều báo không à. Bởi vậy. Trời ơi. Ủa, các bạn ơi. Coi nè. Chị năng quá heo. Trời ơi, bị xỉ 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 vô cho nghe. Vừa này anh Tư nghĩ chắc ngọt lắm nè. Ui giời ơi. Trời ơi, nó cứng cại, anh cứng thiệt. Đúng rồi. Ủa, thì nó cứng cại phải cứng thiệt chứ. Ủa, chắc lẽ cứng cại, chắc lẽ nó mềm mại. Đúng rồi, các bạn coi nè. Ôi, ôi, nó tròn vo nữa các bạn ơi. Đây, 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 tao lấy cái này cho. Chơi, em đi chơi. Trời ơi, mạnh tướng luôn tôi ơi. Thôi, đây tôi uống thử dừa của nhà Quy Hoàng ra, mấy đứa cầm mấy bạn này. Đây nè. Các bạn ơi, thì ngày hôm nay lên nhà Quy Hoàng thì mấy anh em mình thấy rất vui bạn ơi. Đặc biệt Quy Hoàng đã đãi cho mình trái dừa khá là cứng luôn bạn ơi. Yeah. Thì mình nghĩ cái dừa này sẽ có ga ngọt nha, mình sẽ trải nghiệm uống thử nha. Mời các bạn cùng uống nước dừa với mình nha. Uống nè. Nó khó tay vừa luôn. Trời ơi, các bạn biết sao không? Nó ngọt cái tưa tưởng tượng nổi luôn. Mình tính dừng rồi nhưng mà mình dừng không được các bạn ơi. Nó ngọt quá cho nên mình không kiềm chế được. Mình quất xanh trái luôn nè. Trời ơi, con vậy mà ngọt nữa. Uống mấy đứa, lẹ mấy đứa ơi. Trời ơi, sao? Ngọt ngay luôn. Chứ em là nó giảm thấy tôi uống là em không thấy ngọt chút nào. Thôi, mình mới xây ra mình đạp con chó này các bạn ơi. Chó này con tên gì mà lùng mệt đây em? Con này của con chó của em anh. À, nó tên gì? Nói chừng nó lùn mệt giống như chó lai mà dạng chó kia bằng chó xích xích á mấy đứa. Giống như con vậy phải kia đó. À đúng rồi, lùn mệt à các bạn ơi. Trời ơi, cái giò nó ngắn ngủn mà dễ thương quá. Nhưng mà nó ngủ sao mà gàn cháo không à. Nó ngủ mới dậy gì á. Thôi mấy em mình ăn vừa xong rồi mấy em mình sẽ ra nướng cá ăn bạn ơi. Thôi đúng rồi. Có lửa than chưa? Để mấy em mình đốt lửa rồi kia, biết có lửa than chưa nha. Trời mua ẻo xuống cái vậy. Thôi mệt hết trơn. Trời em chặt cái chừng trúng con kia kia của anh nha. Ủa nó cũng hoàng mà tôi nhảy anh ơi. Anh tỉnh. Em sẽ chặt lại em sát vào đúng chưa? Không biết chặt dừa để người ta chặt đi. Đúng rồi. Để Quý Hoàng để mình dừa. Giờ Quý Hoàng để mình gì nữa không này? Chắc anh nghĩ chắc cũng nữa chứ con. Ơi chị em bánh một cọp hay dế Quý Hoàng luôn. Bánh hả? Ờ. Ơi bánh hình khuôn nè. Bánh này ăn thỉnh á. Không. Trời trời định đem bia nó uống thôi gì vậy? Dạ. Thôi, cái tụi em còn nhỏ mà uống bia vậy bây giờ cái này để cho ông ngoại uống đi. Trời trời nói chơi làm thiệt các bạn ơi. Để dẹp đi. Dạ, uống cái nào đâu bé. Cái này bé. Thì Quy Hoàng rất là rộng rãi các bạn ơi. Tem mình tới là nó quậy banh nhà lông nó có gì nó đem ra hết à. Đúng rồi anh ơi. Dạ mấy đứa mà chịu ăn á thịt cầy nó cũng giả cầy cho mấy đứa luôn nữa đó. Anh ừ, ăn gà chiến không nó quay con gà cho mấy đứa ăn luôn kìa. Ăn chứ nữa. Nghiệp sĩ nó rảnh lắm mọi người. Tự nhiên cái phần đít của trái dừa nó chặt xong quay qua phần đậu chặt biết. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Nói ăn lay mập đè dĩ dĩ mà để ăn như bất giới thôi chứ không làm được gì xong xài hết trơn á. Không đâu tôi ơi, tại mấy chạy chạy thôi. Chạy xong rồi về mẹ dao hết trơn nè. Mua cá thơm với mày. Wow, cá thơm ghê. Họ nữa mấy mày đừng ăn ngang, để tao ăn thôi. Ủa sao hả, tụi tao cũng đâu cũng làm mà. Người đứa yêu đó là chị, vô phụ của tao đi, để cho ăn. Thôi nóng lắm mày ơi, mày tự làm mạnh đi. Rồi, thì sẽ nghỉ ăn nha. Ngày hôm nay á, pha ke nó sưng không làm anh nuôi các bạn ơi.
Trời ơi, nhưng mà đặc biệt cái con cá nhà của Quy Hoàng nó mập ú nu thù nu các bạn ơi. Lỡ mình ăn hồn. Trời ơi. Ăn quá chớp rồi. Nó dằn ghế kìa. Trời ơi, mấy ông bạn vậy kỳ quá nè, nãy ra là. Ờ, hồi phù cái mỏ luôn. Ba, tụi mày đi vậy. Tụi coi nó dằn chín chưa, trở lại. Ủa, dằn ghế các bạn ơi, đã quá bạn ơi. Đen nghệ. Cái vàng ngon quá mấy đứa ơi. Nè, bạn... mở quá trời luôn nè. Đen nghệ. Trời ơi. Mấy ba phải quẹt theo thời đại 4.0, mấy ba biết quẹt sao không? Không. Tụi mày né ra hết đi. Nhìn nha. Thấy quẹt kiểu vậy nè. Đó, cá chín nó chưa? Đúng rồi, bắt giới thiệt chứ. Chín liền. Cá này khá là bự các bạn ơi, trời ơi nó bự nè. Wow, đen nghé nha các bạn. Rồi, tỏi tôi có ý kiến vậy nè, mấy đứa đi vòng vòng chơi đi, đi vòng vòng chơi đi, khoảng một tiếng sau mấy đứa quay lại. Chứ hả? Lại con sướng không hả tôi? Không phải, thôi, vậy là nửa tiếng được rồi. Từ từ nướng chín hồi lại đi ăn. Nửa tiếng, nửa tiếng. Ok ơi. Ngồi hai anh em mà nướng xong cũng không biết ha, mình kiếm chỗ nào mà thanh tịnh nha. Anh em muốn chứ con hỏi chi mà chờ nói cho tụi nó con này thôi. Ai ơi. A few moments later. Như vậy là mấy anh em mình đã nướng cá xong rồi bạn ơi. Trời ơi, mấy cá được quá là thôi bạn ơi, coi nó thơm nè. Cá thịt sỉ không nè cha. Giật xuống đi cả tay. Đây, thì ngày nay mấy anh em mình nó lên nhà của Quy Hoàng này nó đãi mấy con cá này là cá thiên nhiên luôn các bạn ơi. Trời ơi, nói chung thiên nhiên thì nó nuôi nha, nó nuôi thì mấy con cá này là nó mập ù tù nù các bạn ơi. Nè. Coi nó mập ù luôn nè. Đó thì mấy đứa ăn trải nghiệm thử ngon mấy đứa ơi. Nghe dùng skill tắt thôi. Ok, mời bạn ra đây luôn á. Em ở đây luôn kìa. Trời ơi, cái vàng các bạn ơi. Khói gà, khói ngay ngút luôn. Rồi, đây là em của Mặt Nghe nha, lại đây ngồi ăn luôn nha. Thì xí, quên. Khó lộn rồi, em thì xí. Nó lộn nữa. Trời ơi, quên nè. Rồi, em ngồi dưới đây ăn chung cho mấy anh cho vui luôn nha. Rồi, ngồi dưới đây mấy ngồi giáp một tròn đi. Nè, đứa nào mà Xuân Phong ăn rồi mời bạn của Quy Hoàng ăn thử đây, em của Quy Hoàng ăn đây. Thôi mày, bạn mày trước đi em coi. Đúng rồi. 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 Ăn được không? Ghê. Ăn được không? Coi chừng nóng nha, từ từ nha. Đúng rồi. Của Quy Hoàng các bạn ơi, em gái nha. Em ăn thử cảm nhận cái cá của anh Tư nướng ngon không? Ủa phải ghe nướng mà ta. Anh cũng phụ nướng vậy em. Anh phụ đốt củi thôi. Ngon. Ngon phải không? Ngọt ngay phải không? Rồi, mấy đứa ăn trải nghiệm đi mấy đứa ơi. Thì mình dân giả mà mấy đứa bóc tay cũng được vậy. Đó, từ từ rồi. Từ để thôi khỏi đi. Mở bạn ăn nha. Sao nãy giờ đòi ăn giờ thì sao, cảm giác sao? Nóng à? Nước chấm thịt cay. Ừ. Thì nó nóng quá. Trời ơi, được luôn, có da khổng da tết. Nó nóng bùng lọc quá ngon. Ừ. Ở cho em lên tôi ơi, hồi ăn thịt miếng cá chê nha. Cái này là cái nước này của Quy Hoàng nó làm các bạn ơi, nước mắm nó chấm này nè. Miếng cá chê. Ừ, ngon ghê luôn á tử. Dạ. Ăn luôn. Mấy đứa lại ăn luôn nè mấy đứa. Vậy thôi. Ăn nè cưng. Mở bạn miếng thịt cá chê luôn. Này có da nữa nè. Qua cái chim đi, cái chim đi. Mở bạn. Nè. Vậy cái chiên hả? Con cá chim. Đây mình mời bạn miếng thịt cá chê luôn mọi người. Khói cả, khói cả. Ủa, khó quá chết luôn mọi người. Mới nướng lên khỏi lò luôn mà. Dạ mời bạn nha. Đun khói luôn. Bò bạn. Bò bạn. Ngon thôi. Thịt cá chiên có dai hả? Thịt cá chim nó ngon. Phát nghe á, Quy Hoàng ấy do hiệp sĩ nói gì hoài ta. Trời ơi. Em nghe thịt cá chiên. À mời bạn miếng cá chê mà nha. Đây, em cảm nhận cá nhà em sao em nói cho bạn biết đi. Quá béo quá ngon luôn tôi. Đúng rồi, thì cá này thường thường là Quy Hoàng nó cho ăn thức ăn các bạn, cho nên nó béo dữ lắm. Đúng đó, mấy đứa lại đi ăn luôn nè. Thì ở nhà của Quy Hoàng là có em của Quy Hoàng bạn gái nè, nên có những bạn ở gần sớm lại chơi nha. Mở bạn miếng. Dạ, đặc biệt các bạn nhỏ này thường xuyên theo dõi mấy anh em mình luôn á. Bạn này cũng là fan luôn á. Đó, lại nói nghe coi. Mở bạn ăn miếng cá chiên với mình nha. Ừ. Rồi, em tên gì? Đăng Khoa. Em tên Tân Khoa hả? Đăng. Đăng Khoa phải không? Em nay nhiêu tuổi rồi? Em mấy tuổi? Tinh quật. Không nhớ hả? Vậy là lớp 1 phải không? Lớp 1 nghĩa là 6 tuổi rồi. Em có thường xuyên theo dõi kênh tụi anh không? Có ở trong tem của anh nè, em thích nhất là ai? Đó, đủ mặt hết trơn nè, bây giờ thích ai chỉ coi. Cái tay lại chỉ ngay cái mặt đó luôn. Giọng vô mặt nó gái. Trời ơi, fan của Quy Hoàng ta ơi. Trời, ngồi xuống ăn luôn em, ngồi xuống ăn luôn. Ở đây toàn là fan của Quy Hoàng không gì chứ. Lấy cho em miếng cá mấy đứa, coi em chạy nhìn thử cái ăn được cái món cá này không? Để Xuân Phong lấy cho em miếng cá. Đi nè, đi nè, đi nè. Đâu?
chấm đàng hoàng, em ăn thử đây, cảm nhận sao? Ngày nãy giờ anh Tư nghe mấy đứa này nói là gì xạo gì không biết ngon không à? Cảm nhận em thấy ngon không? Cảm nhận em thấy ngon không? Ngon. Nó có vị cay không? Cay quá. Ngon. Nó có vị cay không? Cay quá. Mấy ông nhỏ ăn á, nói gì nói giòn ngon ấy, chạy đi luôn rồi. Các bạn biết sao? Tại tương ớt này, như bạn có để ớt thêm nữa, nhỏ ăn cay. Mấy kia nhớ bỏ hột ớt cho nhỏ ăn thì vậy. Nói gì nói các bạn ơi, thì mấy anh em mình ngày nay đã bắt mấy cá này ăn thì nãy giờ nói thôi, mình chưa ăn thử nha. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm ăn thử miếng coi. Nó bóc cái tay đưa mình thôi, mình ăn đại đi. Đây, mình mời các bạn ăn thử nha. Ngày nay thì nói chung Huy Hoàng nó đến đại cái này là nó câu đĩa lên nó tươi sống luôn bạn ơi. Mời các bạn nha. Một điều đầu tiên thì mình cảm thấy con cá này rất ngọt các bạn ơi. Vậy hả? Trời ơi, không quên cho chó ăn. Rồi bỏ ăn. Mình thấy con cá này khá là ngọt luôn á, thiệt tình mà nói là ngọt các bạn ơi. Nhưng mà cá chiên mình chưa ăn thử nha. Đâu, anh Tư ăn thử cá chiên đây. Nè anh Tư. Đây. Ồ, cá chiên bạn coi thịt nè. Ồ, nó hung khối luôn các bạn ơi. Ồ, mình ăn thử nha. Ồ, thịt nè. Ừ. Cay. Cay hả? Không, không có cay không? Ngọt cay mà. Em nãy em cay đâu phải không? Trời ơi, ăn cá chạy luôn các bạn ơi. Ba Kiên kiểu này ép nhỏ cho miếng ớt vô chứ đâu mà. Đúng rồi. Không có, tại em này còn nhỏ ăn cay không được. Đúng đó rồi. Thì mấy đứa ăn cho no đi thì Tư nghĩ mấy cá là mấy đứa no hết trơn à. Ớt vô cho nhỏ ăn. Trời ơi. Quá đã luôn mấy đứa ơi. Ăn đi chạy luôn. Ăn cái gãi. Họ mắc cười luôn. Vậy hả? Em mà thấy ai mắc cười nhất? Hả? Trong kênh của anh Tư Khải em thấy ai là mắc cười nhất? Nói đại đi. Bằng Hữu hả? Bằng Hữu hài phải không? Hữu với ai nữa? Bằng Hữu với ai nữa? Nói chung là ở đây là không có thích ai, chỉ thích là Quy Hoàng thôi. Là khoan của Quy Hoàng phải không? Trời, em nhỏ này khá là vui luôn các bạn ơi. Bây giờ em ăn anh Tư đây, cho em miếng nữa nha. Thôi xạo luôn đi. A few moments. Các bạn ơi, thì sao khỏi ăn đó thì mình toàn thấy còn nguyên cái bộ đầu lòng với xương sọ không à? Anh Tư ơi, em coi trên TikTok á, anh Tư, người ta nói là ruột cá lóc chấm ăn chung mắm lá sầu đâu đúng không anh Tư? Đúng rồi. Còn này chắc ruột cá chê chắc cũng ăn chung với gì mắm me với sầu đâu là ngon đó anh Tư ơi. Thôi anh Tư không dám ăn đâu. Thôi thì nói giỡn các bạn ơi, thì ngày nay mấy anh em mình đã trải nghiệm ở nhà, nhất là nhà Quy Hoàng nè. Dạ. Và bên nội bên ngoại Quy Hoàng rất là vui luôn mấy đứa ơi. Dạ. Rồi ngày nay mấy đứa có cảm nghĩ gì? Dạ con có cảm nghĩ là giờ ơi, con nhận ra xuống nhà Quy Hoàng với lại ngoại nội gì của Quy Hoàng ra. Rồi. Cảm thấy thú vị vui á, biết sao vui dữ vậy không? Sao vui? Đóng được hàng cá vui lắm cha. Hàng cá luôn á. Phát triển. Trời ơi, cha thuốc này ăn cha không thấy ăn là vui trời. Chủ yếu là ăn phải không? Rồi phát kia. Em nói là chủ yếu là con cá là vui anh Tư ơi. Ok. Rồi ngày nay á mình muốn nghe lời phát biểu của Quy Hoàng thì em có cái cảm thấy tụi anh lớn làm phiền hay là gì không? Không Tư ơi. Vậy hả? Anh tới rất là vui luôn á. Ok rồi. Thì cuối cùng thì mấy anh em mình cũng xin dựng clip này tại bằng đây bạn ơi. Thì tại sao mấy anh em mình không xin tòa qua đêm thì lý do là sao Hiệp? Dạ đúng rồi anh Tư ơi, tại vì mình xin tòa qua đêm anh Tư. Là tối tụi em không chuẩn bị bài vở để môn nhập học anh Tư ơi. Đúng rồi, các bạn ơi thì ngày mai tụi nó đã bước vào năm học mới rồi thì mong các bạn thông cảm nha. Thì nếu có dịp sau mấy anh em mình sẽ quay lâu hơn ở nhà của Quy Hoàng nữa nha. Dạ anh Tư. Thì đặc biệt mấy đứa thì ví dụ như thường thường lãnh lỗi mấy đứa có thể quay lại để chơi nữa được không? Dạ được. Trời ơi, chắc thường xin ghé đây thăm Quy Hoàng luôn anh Tư ơi. Ồ, ghé thăm Quy Hoàng hả? Chắc vậy quá, anh thấy lại đây nó để ý em của Quy Hoàng xinh gái quá, chắc nó ghé thăm quá. Nữa không? Đó, nói giỡn thôi bạn ơi, thì mình nghĩ là Quy Hoàng nó rất là vui luôn thì tại vì nó có em gái rất dễ thương này với lại em trai rất là khổng khỉnh luôn, rất là giỏi luôn. Rồi ngày nay mấy anh em mình cũng xin dừng clip tại đây, nếu bạn nào thấy video này hay hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Thì mấy anh em mình hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye.